Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3 năm 2020, tại công viên Thương Bạc, Huế, Công an phường Phú Hòa phát hiện lập biên bản xử lý đối với Hồ Văn Tuyến, sinh năm 1996, trú tại Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, và Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1997, trú tại Hương Phong, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, vì không đeo khẩu trang nơi công cộng. Cùng ngày, Công an phường đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tuyến và Hà về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, được quy định tại điểm A khoảng 1 điều 11 Nghị định 176/2013 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế. Ngày 30 tháng 3 năm 2020, Tuyến và Hà đã nộp phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này. Được biết, trong thời gian qua, Công an phường Phú Hòa đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó siết chặt công tác lưu trú, cư trú, yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú dừng đón khách, tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở kinh doanh ăn uống, cà phê, dịch vụ trên địa bàn ngừng hoạt động, người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, nghiêm cấm tụ tập đông người theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.